Hôm nay là cái video mà trời ơi, tôi hứa là các bạn sẽ gào thét lên vì sung sướng và số thật sung sướng, bởi vì cái lúc mà mình nhận được cái đồ này mình sẽ rồi rất sung sướng và mình đã khoe trên story rồi và trời ơi, cái đồ các bạn đây là cái gì? Trời ơi, tôi chờ mọi người comment 1, 2, 3. Những ai mà xem story của mình rồi thì sẽ biết đây là cái hộp gì. Còn những ai chưa xem thì bây giờ các bạn chờ trong ít phút đi. Đầu tiên thì mình phải nói rằng cái này để order được về thì mình cũng đã phải chờ khá là lâu, chắc là cỡ hơn một tuần, gần nửa tháng. Cái giá trị tiền của một cái này là 1.500.000. Đúng, còn cả tiền ship chưa tính và mua ở Speed, ok? Không nhắc nhiều bởi vì đây sẽ là son nội địa Trung Quốc Trần Tình Lận. Đây, trời ơi, đẹp giá màn. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ thấy một cái bộ son nào mà đặt trong túi, đựng túi vải, đựng dây rút đẹp kinh khủng luôn. Và trên này có ghi là Sigalong Beauty, cái hộp son. Tại vì mình mua nguyên một bộ, trời ơi, nó đẹp, nó cổ phong, The Untamed. Mình không có đọc được tiếng Trung nhiều như thế, nhưng mà sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 màu. Và màu 002, 013, 016, 111 và 888. Nếu bạn nào mà chưa biết Trần Tình Lệnh là cái gì và cái son Sigalong này thì mọi người có thể search là mọi người sẽ ra cái bộ phim truyền hình đang rất hot. Mình xếp lại và mình định xem phim truyền hình rồi mà lại mình chưa có thời gian. Tại vì các bạn hiểu không, xem phim mà kiểu cày mà với trái tim phụ nữ là các bạn phải có thời gian để cày, còn tôi thì tôi chưa có. Mình lại phát hiện ra là có một phiên bản điện ảnh nữa, thì nếu mà bạn nào xem rồi các bạn có thể comment phía dưới cho mình để hay là mình nên xem cái nào trước. Quay trở lại với bộ son ngày hôm nay thì các bạn đã sẵn sàng để xem nó đẹp cỡ nào chưa? 1, 2, 3. Ui, rất cái gì vậy? Đây, trời ơi, đẹp quá, trời ơi, đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Cái này là một cái bao bì, cái tấm kiểu để lên để chắn như thế này, trời ơi, nó sang. Từ bé nữa tôi chưa thấy một cái bộ son nào nó làm lộng lẫy một kiểu cổ phong như vậy. Còn cái này là một cái khác, lúc mà nhận son ấy, mình cho người khác xem. Thế xong rồi bạn mình, con trai nó bảo, ủa, cha hả? Có người kêu, wow, nước hoa xịn ghê, nước hoa tàu hả? Không mọi người, đây là son, đây là son. Nguyên một cái hộp nó là xanh hết và nó đóng gói rất là chắc. Còn để cái này vào, trời ơi, nó thiết kế đúng là siêu cấp phong nhã luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng swatch cả lên tay với cả pick hai màu lên môi nhá. Thôi, chúng ta chơi từ cái màu số nhỏ nhất đi. Đấy là màu 002. Wow, cái son nó rất lạ và nó rất là chắc chắn. Có một cái lớp giấy bóng ở ngoài. Thực sự là nếu mà không biết đây là son ấy thì nhìn đúng là nó quá là sang chảnh, mà nó đóng hộp đóng gói nhìn như một cái nước hoa hoặc trà gì đấy cũng đúng. Wow, khi mà bóc gói ra thì nó lại còn một lớp giấy nữa. Cảm giác cái package nó rất là wow. Cha má ơi, nó đẹp, trời ơi, nó đẹp lắm luôn mọi người ơi. Trời ơi, cái thiết kế nhá, sờ nhá, nó lại vân vân lên như này. Trời ơi, kiểu quý tộc lắm. Trời ơi, mặc một chiếc áo tông của. Wow. Đây, thì mình sẽ thử cái này ra tay trước. À, đây là kiểu son mết rồi. Đây là một cái màu đỏ gạch. Đây là một cái màu đỏ hơi cam cam, đỏ gạch. Thì bây giờ ấy, mình muốn thử xem là cái chất son này khi mà nó chồng lên cái lớp son cũ cả ngày của mình nó sẽ như thế nào. Cho nên là bây giờ mình đang có một cái base là màu đã phai đi của son ngày hôm nay. Tức là mình đánh khá lâu rồi và không có son dưỡng thì môi mình đang hiện tại hơi khô. Bây giờ mình sẽ thử xem là cái son này nó sẽ lên màu khi mà chồng lớp lên, nó có đúng như cái màu này không nhá. Son lên màu đỉnh cao luôn. Cái mùi son rất là lạ. Nó thơm. Thơm nhẹ, thơm thoang thoảng. Nhưng mà đối với mình thì nó hơi thiên cái cảm giác mỹ phẩm. Không thích cái mùi này lắm. Tuy nhiên là cái mùi nó khá là nhẹ nên là ok, không sao. Đánh lòng môi thì rất là xinh. Đánh phun môi thì cảm giác khi mình đánh vài lớp lên dày thì nó sẽ cảm thấy hơi nặng môi, hơi khô khô và khá lộ rõ vân môi.
có thể là do cái môi của mình đã khô sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử. Uầy, son khô trên môi á nó. Nó bám màu tốt nha mọi người. Bám màu rất là tốt. Đây. Trời ơi, son quá đẹp. Bởi vì nó khô như vậy cho nên là nó sẽ lộ rõ ránh môi. Bây giờ thì mình sẽ tẩy cái này đi. Là mình xài tẩy trang Micellar. Các bạn thấy không? Tẩy trang lắm. Nó vẫn sẽ còn lưu lại một chút. Bây giờ thì mình sẽ phủ một ít cushion lên. Sau đấy thì xài son dưỡng không màu. Một son dưỡng rất là rẻ và đỉnh cao. Ok, mình sẽ swatch hết cái màu này ra tay để cho những ai mà các bạn muốn mua, các bạn xem được màu son. Thì tại vì có những người mua lẻ, người ta bán lẻ cái cây son này rơi vào khoảng 300 gì đấy, trên dưới 300, tùy shop. Ok, và tiếp đến sẽ là màu 013. Đây, cái lớp bóng kính này nó sẽ có một cái tem nha mọi người. Kiểu để mọi người vào quét QR code thì để mọi người tránh sợ mua phải son giả. Cái này là kiểu tông xám. Tông xám, còn cái này là tông trắng xanh. Có hình con thỏ, ôi đẹp quá. Và cái nắp của nó rất là chắc tay và có 5 châm nữa. Đây sẽ là một cái màu mà nó hồng hơn cái màu lúc nãy. Tiếp đến là màu 016. Wow, một màu tím và hoa sen. Mỗi một cái thiết kế son nó lại là một cái design khác. Trời ơi đẹp kinh khủng. À, màu này có vẻ đỏ hơn rồi. Cái màu này ấy, nó làm mình liên tưởng tới cái màu gốc quý phi dùng ngày xưa. Và mình sẽ thử màu này lên môi. Khi mà mình đánh một lớp son dưỡng lên rồi ấy, thì cái chất son này nó sẽ dễ di hơn. Tại vì bình thường nó khá là khô. Wow, màu đẹp quá mọi người. Màu này siêu đẹp. Trời, màu này đẹp. Màu này là cái màu mà ưa chuộng nhất. Rồi, tiếp đến sẽ là màu 111. Cái vỏ màu đỏ. Trời ơi, trời ơi, đẹp lắm luôn. Trời đất ơi nè. Cái nó của nó là cái viền kim loại ánh kim. Còn đây mọi người, hai cái màu trước ấy, đây, viền kim loại ánh bạc, nhìn nó rất là cổ trang phong nhã. Còn hai cái màu này là kiểu quý phi, hoàng hậu. Nên là nó này nhìn nó rất là giàu sang. Nhìn kiểu ôi đẹp quá. Đây, một cái màu son mà tôi nhìn cho mê. Wow, một cái màu đỏ mắt. Một cái màu đỏ rượu đẹp quá. Trời, tự dưng mix hai cái màu này lên đẹp lắm anh. Trời đất ơi, mix hai màu này lại đẹp. Thích, nãy giờ thích cái màu này là 111. Trời ơi các bạn ơi, cái này nó đẹp từ trong ra ngoài. Các bạn mua cái màu này đi. Và màu cuối cùng, một cái màu viền kim loại, cũng là ánh kim. Cái màu, mấy cái màu kia lúc nãy là, màu này giả dụ là quý phi, màu này là màu hoàng hậu. Còn bây giờ cái màu này giống kiểu vua chúa ấy. Và cái màu cuối cùng của chúng ta, các bạn đã sẵn sàng xem chưa? Trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp, nó đẹp ghê gớm thánh thần. Wow, đây là một màu cam đất. Đây là một màu cam đất, cam nhất. Mình sẽ dùng cái này thử đánh lên má. Đẹp, đẹp kinh khủng khiếp. Ba cái này là ánh viền ánh kim loại màu vàng, siêu đẹp, đẹp quá. Còn hai cái thỏi này kiểu phong nhã hơn mọi người. Đấy, là nó ánh kim loại màu trắng.
Đây có lẽ là cái bộ son mà mình phải nói rằng là đẹp nhất từ trước đến giờ mà mình từng thấy. Hình thức nó rất là phong nhã, son nó đẹp, thiết kế mọi thứ nó đẹp đến từng chi tiết một, nó rất là chỉn chu. Và nói chung là không chê vào đâu được, mình chỉ chê một điều đấy là son này nó khá khô. Nếu bạn nào môi khô sẵn rồi nha mà không dùng son dưỡng là dùng son này là không dùng được. Còn những bạn nào mà môi ở mức trung bình thì các bạn nên, thật ra thì lúc nào các bạn cũng nên xài son dưỡng trước khi đánh son, tại vì nó sẽ bảo vệ môi mình. Những cái dòng son mết như thế này thì nó cần một cái độ mướt hơn. Tuy rằng son này khá là mướt nhưng mà nó sẽ vẫn bị cấn và cặn, tại vì khi mà môi mình đang khô nó sẽ là lộ những cái rãnh. Và nếu mà các bạn không dùng son dưỡng, bởi vì có rất nhiều dòng son dưỡng thì nó giống như một cái lớp filter, nó các bạn tưởng tượng nó giống như kiểu primer khi mà các bạn dùng foundation đi, cái lớp nền nó sẽ không mướt, không long lasting giống như là khi các bạn dùng primer. Và mình thì luôn khuyên mọi người là luôn dùng son dưỡng, tại vì để bảo vệ môi của mình là trên hết. Ok, và cái bộ son này nó hạ gục tôi từ lúc mà mình nhìn trên ảnh, mình không thấy được cái độ đẹp hết đâu, nhưng khi mà mình nhìn về cầm trên tay mình thấy nó chi tiết, nó hoàn hảo, mọi thứ nó quá đẹp. Và chắc chắn là mình sẽ cày cái bộ phim này. Mỗi tội chưa có thời gian để xem cái bản truyền hình, còn đang định xem bản điện ảnh nhưng sợ xem bản điện ảnh lại không hay bằng bản truyền hình. Hay ya. Ok, và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh bé nhỏ của tớ để không bỏ lỡ một video nào, bằng cách là nhấn vào cái chuông bên cạnh nút theo dõi hoặc subscribe. Ngoài ra thì sẽ có giveaway trên fanpage Wish và Instagram hương.wish. Và các bạn nghĩ sao về món quà dành cho năm mới với cái bộ son không thể nào đẹp hơn? Trời ơi, đẹp quá. Nãy giờ tôi chỉ biết nói một câu là đẹp quá đi mất. Và các bạn nghĩ sao về cái bộ son Trần Tình Lệch này? Bộ son đẹp nhất từ trước đến giờ mà mình nhìn thấy. Ok, comment bên dưới cho mình biết nhé. Và bye bye.